Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 10 tháng 1 có những nội dung đáng chú ý. Triển khai công tác ngành nội chính đảng năm 2024. Xã Bãi Sậy tạo sự đồng thuận về chủ trương sáp nhập thôn. Nhân dân tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai 4. Tập trung chăm sóc để đào nở hoa đúng vào dịp Tết. Nhiều vướng mắc trong trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Tiên Lữ. Đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã khắc phục ngày càng hiệu quả tình trạng trên nóng dưới lạnh. Đó là đánh giá của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính đảng và hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức sáng nay. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh 4 dấu ấn quan trọng trong công tác năm 2023. Trong đó, hoạt động của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biến rõ nét cho công tác đấu tranh, xử lý tình trạng tham nhũng tiêu cực tại địa phương, cơ sở. Khắc phục ngày càng hiệu quả tình trạng trên nóng dưới lạnh. Ban Nội chính Trung ương đã chủ động tham mưu ban hành 18 đề án lớn mang tính chiến lược, đặc biệt là các đề án góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới. Các cơ chế kiểm soát quyền lực, thu hồi tài sản tham nhũng. Các ban nội chính cấp tỉnh ban hành trên 5.000 văn bản tạo điều kiện để đường lối chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Năm 2024 là năm tăng tốc để về đích các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh với tham nhũng tiêu cực theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng như củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tham mưu hoàn thiện các quy chế, quy trình của Đảng, thể chế, cơ chế, chính sách của nhà nước để ngăn chặn từ sớm, từ xa tham nhũng tiêu cực. Sáng nay, Đảng bộ xã Liên Khê, huyện Khói Châu tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng năm 2023. Tới dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao huy hiệu Đảng tặng 14 đảng viên, trong đó một đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, hai đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2023 tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2023, phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 5 năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Những năm gần đây, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh được lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo học sinh các cấp tham gia. Số lượng đề tài đăng ký dự thi tăng đều qua mỗi lần tổ chức. Trong đó, cuộc thi lần thứ 3 có 112 hồ sơ tham gia ở 5 lĩnh vực, tăng gần 10 đề tài. Một số địa phương có số lượng hồ sơ tham gia lớn như huyện Văn Lâm, Phù Cừ, Văn Giang, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Đề tài của bọn em là sách song ngữ giới thiệu về các di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Hưng Yên. Thông qua nghiên cứu khoa học, bọn em hiểu sâu hơn về kiến thức đã học, gắn học đi đôi với hành, gắn liền với thực tiễn. Kết quả có 8 giải nhì, 17 giải ba, 56 giải khuyến khích, không có giải nhất. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc thi được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị đã phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ 5 năm 2024. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi tính đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024. Ngày 9 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao và du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động tích cực tham mưu giúp tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều chương trình kế hoạch để phát triển văn hóa thể thao và du lịch ở địa phương, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện lớn của đất nước của tỉnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, hội thảo khoa học cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa như tổ chức thành công hội thảo khoa học Hàm Tử trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và định hướng bảo tồn phát huy giá trị. Lễ hội Đền An Xá được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch bám sát các chủ trương định hướng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các đề án, chương trình về lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, tổ chức sắp xếp bộ máy, nhân lực phù hợp với nhiệm vụ được giao, chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và các thiết chế văn hóa thể thao, xây dựng nếp sống văn minh cho việc cưới, việc tang, phát triển thể thao thành tích cao, thu hẹp khoảng cách trình độ thể thao với các tỉnh trong khu vực và toàn quốc, quan tâm xây dựng sản phẩm du lịch mới. Ngày 9 tháng 1, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 6 chương trình đề án phát triển ngành, trong đó hỗ trợ 7 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trên thế giới, hỗ trợ ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh cho 40 đơn vị, hỗ trợ xây dựng 5 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, Sở đã triển khai 9 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với gần 130 tổ chức cá nhân về chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, siêu thị, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Qua đó, phát hiện xử lý vi phạm hành chính 6 cơ sở với tổng số tiền gần 120 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam đề nghị Sở Công Thương cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, các tài liệu, giấy tờ phức tạp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm quy chế làm việc, gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân trong thực hiện công vụ. Cần nghiên cứu đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đôn đốc các chủ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đồng thời nắm chắc các thông tin dự báo để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các phương án cụ thể điều hành cung ứng điện, xăng dầu trong trường hợp thiếu nguồn cung, không để các doanh nghiệp phải cắt giảm sản xuất kinh doanh do thiếu điện và thiếu xăng dầu. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề, tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2023, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề, tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng Nhà nước năm 2023, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2024. Trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền, khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tập trung thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2024. Xã Bãi Sậy là một trong những địa phương của huyện Ân Thi có nhiều thôn thực hiện sáp nhập. Sau hai lần lấy ý kiến của nhân dân, tỷ lệ đồng thuận chưa cao. Trong thời gian qua, xã đang triển khai nhiều giải pháp tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại vị trí này, xã Bãi Sậy dự kiến sẽ mở rộng con đường mới, rộng 5m, rút ngắn tuyến đường đi lại giữa hai thôn Trại Giáo và Bối Khê còn 0,5 km. Đây là một trong những giải pháp được xã Bãi Sậy đưa ra nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương sáp nhập thôn Trại Giáo vào thôn Bối Khê. Một số hộ cũng có ý kiến là nếu như bây giờ sáp nhập vào một thôn thì về cái địa giới hành chính cũng hơi xa, khó trong công tác quản lý. Nhưng sau khi được cán bộ địa phương tuyên truyền vận động thì nhân dân cũng thấy thấu hiểu, nghe ra và nhất trí đồng tình.
Tỷ lệ người dân thôn ấp 12 ủng hộ chủ trương sáp nhập vào thôn Đào Quạt khoảng 20% do một bộ phận người dân có tâm lý lo lắng khi thôn nhỏ sáp nhập vào thôn lớn sẽ bị hạn chế trong các hoạt động phong trào tại địa phương. Do đó, thôn ấp 12 tập trung tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trước hết là với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng tháng được quán triệt và tuyên truyền tại chi bộ, đề nghị các đảng viên tuyên truyền các cụm dân cư, các cái xóm ngõ đến từng nhà. Trong quá khứ, thôn Trại Giáo được tách ra từ thôn Bối Khê, thôn ấp 12 được tách ra từ thôn Đào Quạt. Khó khăn lớn nhất là tâm lý ngại thay đổi, e ngại những khác biệt về lối sống, các hoạt động cộng đồng của một bộ phận nhân dân. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tập trung tuyên truyền những cái lợi ích trong cái việc sáp nhập thôn. Sau khi sáp nhập, mọi sự đầu tư để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới sẽ được nâng cao hơn. Chế độ chính sách đối với cả các cái cơ sở sau khi sáp nhập cũng sẽ được tốt hơn. Các phong trào trong thôn cũng sẽ được đẩy mạnh hơn. Với sự vào cuộc của các hệ thống chính trị, xã Bãi Sậy phấn đấu sẽ hoàn thành nhiệm vụ sáp nhập thôn trong năm 2024. Sau thời gian ngắn đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nghĩa trang mới để di rời các phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 4. Những ngày qua, công tác di chuyển mộ tại hai xã Mễ Sở và Vĩnh Khúc diễn ra khẩn trương, đảm bảo tiến độ đề ra. Nhận thức tầm quan trọng thiết yếu của tuyến đường vành đai 4, gia đình ông Ngọc ở thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, những ngày qua đã di chuyển tổng số 21 ngôi mộ ở nghĩa trang thôn Hoàng Trạch về khu nghĩa trang mới để bàn giao mặt bằng cho dự án. Hôm nay là còn 21 ngôi làm 20 ngôi rồi, hôm nay còn mỗi ngôi thằng cháu là hết. Nhân dân đây chúng tôi là cũng hoàn toàn nhất trí quan điểm đường thông thoáng phát triển đường ngõ sau này tương lai chúng tôi ủng hộ 100%. Đến thời điểm này, xã Mễ Sở đã di chuyển được 662 trên 838 ngôi mộ về khu nghĩa trang mới đạt tỷ lệ gần 79%. Việc di chuyển mộ phần ở xã Mễ Sở để làm đường vành đai 4 nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Đến nay là nhân dân thôn Hoàng Trạch rất là đồng thuận. Tuy rằng tất cả nhân dân là chưa nhận được tiền đền bù với các phần mộ, nhưng với cái tinh thần sự đồng thuận của nhân dân, đến nay là đã di chuyển tới 2/3 phần mộ của cái nghĩa trang đó. Còn chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân và các gia đình vẫn đang tiếp tục chuyển mộ, đảm bảo đúng tiến độ. Tại xã Vĩnh Khúc, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cũng như sự chủ động chia sẻ của nhân dân địa phương, công tác di rời các phần mộ ở đây diễn ra thuận lợi, được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Theo rà soát kiểm đếm thì xã Vĩnh Khúc có 1.318 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm đường vành đai 4. Tuy nhiên, trong quá trình nhân dân di chuyển, địa phương phải di chuyển thêm gần 300 ngôi mộ vô danh. Đến nay, xã Vĩnh Khúc đã di chuyển được tổng số cho 1.600 ngôi mộ tại các nghĩa trang thôn Nghĩa Lộng, Vĩnh An và Vĩnh Bảo. Hiện nay, là nghĩa trang thôn Vĩnh Bảo của chúng tôi là còn hơn 30 ngôi và bên khung lộng cũng còn hơn 30 ngôi. Chúng tôi sẽ cố gắng di dời các phần mộ từ nay cho đến trước 2-3 ông công, đảm bảo 100%. Ngoài những ngôi mộ vô danh, theo kiểm đếm, huyện Văn Giang có gần 2.400 ngôi mộ cần di chuyển. Trong đó, xã Thắng Lợi đã hoàn thành di chuyển ngay ngày đầu tháng 12 năm 2023. Hiện Ban Giải phóng mặt bằng huyện Văn Giang và Ủy ban nhân dân xã Mễ Sở đang tích cực hỗ trợ nhân dân tập trung đẩy nhanh tiến độ di chuyển, đảm bảo kế hoạch đề ra. Dự kiến công tác di chuyển mộ tại xã Vĩnh Khúc và Mễ Sở sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn khoảng 10 ngày. Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau ít năm xây dựng hạ tầng, đến nay hơn 80% diện tích khu công nghiệp Minh Quang trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã được doanh nghiệp đến thuê đất. Các doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của địa phương khi vào đầu tư. Khu công nghiệp Minh Quang có diện tích 150 ha thuộc các phường Bạch Sam, Bình Đức và xã Dương Quang của thị xã Mỹ Hào. Khu được triển khai xây dựng từ năm 2018, kinh phí xây dựng hạ tầng gần 2.000 tỷ đồng. Đến nay, 80% diện tích đã có doanh nghiệp thuê đất để đầu tư dự án sản xuất công nghiệp. Chủ yếu là các lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng cơ khí, linh kiện ô tô điện tử, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đây là một trong những khu công nghiệp có tiến độ thu hút dự án và đầu tư nhanh, hơn 80% diện tích đã có doanh nghiệp đến thuê. Các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp, họ đánh giá rất là cao cái công tác hỗ trợ các cái thủ tục ngay từ khâu ban đầu
từ khâu cấp giấy nhận đầu tư cho đến cấp phép xây dựng thực sự là rất là nhanh và gọn và nhẹ. Thì là chủ đầu tư công nghiệp thì chúng tôi cũng đánh giá là cái công tác này nó rất là quan trọng đối với các đầu tư trong công nghiệp. Năm nay thời tiết không thuận lợi cho các nhà vườn trồng đào, khi đầu năm nhuận 2 tháng 2, cuối năm có nhiều ngày nắng ấm, rất dễ khiến đào ra hoa sớm. Bằng kinh nghiệm trồng đào nhiều năm cộng với học hỏi kiến thức khoa học kỹ thuật, các chủ vườn đào trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang theo dõi sát sao tình hình thời tiết để có kỹ thuật thúc hoặc hãm đào nở hoa đúng dịp Tết đến xuân về. Hơn 200 gốc đào của anh Dương Văn Hiến, thôn 2, xã Quảng Châu đã đồng loạt bật nụ, răm sai và đều. Hiện anh phải theo dõi và có biện pháp tác động kịp thời, tránh tình trạng hoa nở trước Tết. Kinh nghiệm của chúng tôi bao giờ năm nhuận thì cũng là cái năm khắc nghiệt về thời tiết hơn, nên chúng tôi đã đẩy lùi cái tuốt lá chậm hơn 10 ngày nữa để cho nó kịp với cái hoa nó sẽ nở được đúng Tết nguyên đáng hơn. Cho đào lên chậu thì cái hoa nó sẽ kéo dài được hơn là so với đào để dưới đất. Nhà vườn chúng tôi thì đã xuất được gần 50% rồi. Xã Quảng Châu là địa phương có diện tích trồng đào cảnh nhiều nhất ở thành phố Hưng Yên với khoảng 6 hectare của hơn 20 hộ dân. Bằng kinh nghiệm và bàn tay tài hoa, người trồng đào xã Quảng Châu đã tạo được nhiều thế đào đẹp được khách hàng ưa chuộng. Dựa vào thời tiết thì mình cũng xử lý cái hoa nó nhỏ hơn mỗi năm để nó kịp với cái thời tiết năm nay nó nồm ẩm. Cũng là một khách hàng năm nào mình cũng xuống thì năm nay cũng đã xuống, cũng đã chọn được 10 cây rất ưng ý. Tại vườn đào ở các xã Trung Nghĩa, Hồng Nam hay ở phường Hồng Châu, các chủ vườn cũng đang tất bật vừa chăm sóc vừa ngóng thời tiết để tính toán ngày sao cho đào bung nở đúng dịp Tết Nguyên Đán. Kinh nghiệm nhà vườn thứ nhất là phải che cái gốc lại, thứ hai nữa là đôn đảo để hạn chế cái phần chất dinh dưỡng lên cây, nó sẽ dễ nhanh nở. Lúc nào cần tăng tốc lên để nở thì nhà vườn sẽ bổ sung để chất dinh dưỡng để cho cây nở để mới điều chỉnh được. Thành phố Hưng Yên có gần 20 hectare trồng đào. Ngoài diện tích đào ươm gối vụ cho năm sau, Tết năm nay các hộ sẽ xuất bán hàng vạn cây đào cảnh ra thị trường. Giá bán và cho thuê đào Tết có thể nhích hơn năm ngoái khoảng 10%. Thưa quý vị, đã 8 năm, trên 5.600 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án VLAP của huyện Tiên Lữ vẫn chưa trao được cho người dân. Trong đó có nguyên nhân chính do cán bộ địa chính cơ sở và người dân chưa tích cực thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Trong đó có trên 3.000 giấy chứng nhận là đất thổ cư, còn lại là đất nông nghiệp. Vướng mắc chính khiến cho việc cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm không cung cấp được biên lai thu thuế và các chứng từ liên quan đến nghĩa vụ tài chính, không giao được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ. Khó khăn chung thứ nhất là đối với đất được giao trái thẩm quyền thì trên địa bàn xã Hưng Đạo chúng tôi còn khoảng 300 trường hợp giao trái thẩm quyền giai đoạn năm 1995 đến năm 1997. Hôm nay cái phiếu thu là các hộ dân đã không còn lưu trữ được. Đối với cái đất ông cha để lại thì buộc phải có cái văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Thì với các cái bước tiếp theo mới lại hoàn thiện được. Chúng tôi kiến nghị là đối với các cơ quan nhà nước thì xem xét nếu như thửa đất mà sử dụng ổn định, các hàng thừa kế không có tranh chấp với nhau mà đã sử dụng ổn định từ 5 năm trở lên thì cũng đề nghị với các cơ quan nhà nước xem xét tạo điều kiện cho người dân để cấp được cái giấy chứng nhận này. Cả 15 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đều ở tình trạng nêu trên, trong đó xã nhiều là gần 900 giấy và xã ít là gần 70 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa trao. Trong đó năm 2013, huyện có 9 trên 16 đơn vị không trình hồ sơ đất đai nào lên để xét duyệt. Sáng nay, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tống Phan, huyện Phù Cừ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội điểm cấp xã của tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào thanh niên xã Tống Phan đã đạt được nhiều kết quả như xây dựng 5 công trình thanh niên với tổng trị giá gần 120 triệu đồng, phong trào hiến máu tình nguyện thu hút 300 thanh niên tham gia hiến máu, thu được 250 đơn vị máu. Nhiều thanh niên trong xã có nhiều mô hình phát triển kinh tế cao, trong đó có 6 mô hình trang trại, gia trại cho thu từ 150 đến 250 triệu đồng một năm. Tại đại hội, Hội Liên hiệp Thanh niên xã đề ra cho nhiệm kỳ mới 13 chỉ tiêu cơ bản và 3 nhóm nhiệm vụ, trong đó tổ chức tập huấn tư vấn hỗ trợ việc làm cho 1.000 lượt thanh niên, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mới 5 công trình thanh niên, mỗi chi hội xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, kết nạp mới ít nhất 70 hội viên, 100% tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.